hé lộ bí ẩn ít người biết trong những bức họa lừng danh thế giới. Nhiều bức họa nổi tiếng trên thế giới ẩn chứa một bí mật đồng trời, trong đó phát hiện trong tác phẩm nàng Mona Lisa có thể khiến bạn không ngờ tới. Nghệ thuật không chỉ là nguồn khơi gợi cảm hứng mà còn chứa đựng nhiều bí ẩn bất ngờ. Những nghệ sĩ lão làng thường thêm một vài chi tiết ẩn dấu thông điệp của họ mà không phải ai cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy cùng quan sát những bức họa văn bóng một thời và cố gắng giải mật chi tiết bí ẩn trong đó, phát hiện chi tiết trong bức họa nàng Mona Lisa có thể khiến bạn vỡ òa vì bất ngờ. Số 1, bức tranh của Van Gogh bị cắt sai tay. Bức tranh chân dung kinh điển của danh họa Van Gogh hóa ra lại bắt nguồn từ câu chuyện khá thú vị. Trong bức tranh này mô tả người nghệ sĩ bị thương ở tay bên phải. Tuy nhiên trong thực tế thì Van Gogh đã tự cắt tay trái của ông. Sự khác biệt kỳ lạ này được giải thích đó là khi họa sĩ Van Gogh vẽ chân dung chính mình, ông đã sử dụng một chiếc gương để quan sát bản thân, có lẽ vì vậy mà chiếc tay bị cắt bỏ lại nằm ở bên trái. Số 2, nàng Mona Lisa thiếu răng cửa. Nàng Mona Lisa là một trong những tác phẩm để đời và nổi bật nhất của danh họa tài ba Leonardo da Vinci. Bức tranh về người phụ nữ tài sắc này chứa rất nhiều bí ẩn ly kỳ và thú vị. Joseph Borkowski, một chuyên gia nghệ thuật người Mỹ đồng thời là bác sĩ nhà khoa đã đưa ra tuyên bố bí ẩn về nụ cười mê người của nàng Mona Lisa. Qua quá trình xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng thì Mona Lisa có thể thiếu răng cửa và khiếm khuyết này góp phần tạo nên sự bí ẩn trong nụ cười của nàng Mona Lisa. Số 3. Tranh trong tranh Người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện gần với nhạc công già. The Old Guitarist tạm dịch là nhạc công guitar già, là một tác phẩm nổi tiếng của danh họa Pablo Picasso. Tuy nhiên bức tranh lại ẩn chứa những chi tiết kỳ lạ và khó hiểu, cụ thể nếu nhìn kỹ vào bức tranh thì bạn có thể sẽ nhìn thấy một gương mặt lờ mờ ở phần cổ sau đầu của người nhạc công sau khi chụp x quang các nhà nghiên cứu từ viện nghệ thuật chicago phát hiện hình ảnh người phụ nữ đang bế con kề bên một con bò và con cừu ẩn trong bức tranh Giải thích cho sự kỳ lạ này thì các nhà nghiên cứu phỏng đoán có thể Picasso từng phải sống chật vật và khó khăn, do đó ông không có đủ tiền để mua những bức tranh sơn dầu mới và thường tái sử dụng những bức tranh cũ nhiều lần bằng cách sơn lại. Số 4. Bí ẩn lời tiên tri trong bức tranh bữa ăn tối cuối cùng. Bữa ăn tối cuối cùng là bức tranh nổi tiếng của danh họa người Ý Leonardo da Vinci, đây là một trong số những bức họa gây nhiều tranh cãi vì ẩn chứa nhiều chi tiết khó hiểu. Sabriana Strossa Galicia, một nhà nghiên cứu người Vatican cho rằng, trong bức tranh bữa ăn tối cuối cùng, The Last Supper, Leonardo da Vinci đã ngầm tiên đoán về ngày tận thế của loài người sẽ rơi vào ngày 21 tháng 3 năm 4006. Để đi đến kết luận này, thì Safina đã phải tiến hành giải mã thuật toán và chiêm tinh học trong bức tranh. Đây không phải là bí ẩn khó lý giải duy nhất trong bữa ăn tối cuối cùng. Người ta còn phát hiện thấy những ký hiệu âm nhạc lạ trong bức tranh giống như một giai điệu ngắn. Số 5. Thế giới màu vàng trong tranh của Van Gogh Không chỉ có phong cách vẽ đặc biệt mà Van Gogh còn có thói quen kỳ lạ. Đó là hầu hết tất cả các bức tranh của danh họa đều sử dụng màu vàng chủ đạo. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng Van Gogh thích màu vàng có thể là một tác dụng phụ của thuốc mà ông sử dụng khi điều trị bệnh trầm cảm. Những tác phẩm toàn màu vàng phản ánh phần nào câu chuyện bí ẩn trong đời thường mà Van Gogh phải trải qua. 6. Hình ảnh giải phẫu não trong bức tranh Bức tranh Sistine Shepard, The Separation of Light and Darkness tạm dịch là nhà nguyệt Sistin, sự chia cắt của ánh sáng và bóng tối, hóa ra lại ẩn chứa những chi tiết rất kỳ lạ. Nếu quan sát kỹ bức họa thì bạn sẽ thấy hình ảnh giải phổ một bộ não ẩn giấu ở phần cổ của nhân vật. Hiện nguyên nhân của chi tiết bất ngờ này vẫn được các chuyên gia nghiên cứu và cố gắng giải đáp. Số 7. Cảnh đêm hóa ra ban ngày Trên Watch tạm dịch là tuần tra đêm, là bức họa nổi tiếng thế giới của họa sĩ Rembrandt van Rijn, hoàn thành vào năm 1642. Sau nhiều thế kỷ thì mãi đến năm 1947, các chuyên gia mới phát hiện ra chi tiết đẹp bất ngờ trong tác phẩm kinh điển này. Theo đó thì khi làm sạch bức tranh bằng một lớp hồ bóng, giới chuyên gia đã phát hiện ra bối cảnh thực sự của bức họa hóa ra ánh sáng ban ngày chứ không phải là ban đêm. Số 8, trả thù người yêu trong bức tranh nổi tiếng. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Gustav Klim là vẽ quý bà Adele Bloch-Bauer, vợ của ông trùm người áo trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu đường. Ferdinand Bloch-Bauer, Ông Ferdinand phát hiện ra chuyện tình của Adele và Klim nên quyết tâm trả thù. Ferdinand tin rằng việc thuê Klim vẽ hàng trăm bức chân dung về Adele sẽ khiến cho người họa sĩ trở nên chán ghét bà. 9. Tật lát mắt của danh họa Ram French Margaret. Margaret Livingston và Belvy Consway nghiên cứu bức chân dung của Ram French và phát hiện thấy họa sĩ tài ba này mắc phải hội chứng stereophilia tức là mù lập thể. Điều này khiến cho họa sĩ người Hà Lan nhìn mọi vật dưới hình dạng là 2D thay vì 3D. Tuy nhiên, có thể chính hội chứng đặc biệt này đã giúp cho Rembrandt tạo ra được những kiệt tác bất hữu. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.